Cúc Chi Hồng xin chào các bạn đến với chương trình Học và Chơi cùng Kỳ Anh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chú gấu Miêu Miêu của chúng ta đi thám hiểm sa mạc. Vậy để xem chú gấu Miêu Miêu của chúng ta có những trải nghiệm nào trên sa mạc, chúng ta hãy bắt đầu thôi. Mình là nhà thám hiểm Miêu Miêu, hãy cùng mình tìm kiếm dương kho báu trong sa mạc nhé. Hãy đi theo bản đồ kho báu và bạn sẽ tìm thấy dương kho báu. Ôi nhưng này, có một chú tê tê. Tê tê. Nhìn này, anh tê tê và em gái đang ở đây. Hãy đến và tìm mình đi. Mình rất muốn chơi với anh trai của mình. Bạn có thể giúp mình tìm anh ấy không? Ôi không! Giúp em tê tê xử lý đống lá này. Mình ghét những con bọ khủng khiếp này. Lên nào, hãy đập tất cả các con bọ. Tê Tê đang rất vui, cảm ơn bạn. Hãy tiếp tục khám phá nào. Nhìn này, có một chú đà điểu. Đà điểu bố đang ấp trứng. Nhưng con sói đang ở đây để lấy cắp trứng. Hãy đuổi chúng đi. Những con sói đáng ghét đã bị đuổi đi rồi. Làm rất tốt. Hãy đi tiếp nào. Nhìn này, có một chú lạc đà. Lạc đà. Nhìn kia là anh lạc đà đấy. Ôi không, con sói đang đến. Mình phải chạy thật nhanh. Anh lạc đà có thể chạy nhanh hơn nếu ăn cây xương rồng. Hey!
lạc đà đã đến một nơi an toàn, làm tốt lắm. Dương kho báu ở ngay phía trước rồi, nhìn này, có mấy chú chồn đất. Chồn đất. Chồn đất mẹ và chồn đất con đang chơi trốn tìm. Tất cả các con của tôi đều trốn rất kỹ. Hãy đến và giúp tôi tìm chúng nào. Tuyệt lắm, chúng mình đã tìm thấy tất cả các bé chồn đất nghịch ngợm. À, nhìn hình dáng quá. Nhìn đây, một bản đồ kho báu mới. Hãy đi theo bản đồ kho báu và bạn sẽ tìm thấy dương kho báu. Nhìn này, có một chú lạc đà. Lạc đà. Anh lạc đà đang chở hàng hóa. Hàng hóa của mình đâu rồi? Được mang đi, cảm ơn bạn. Hãy tiếp tục khám phá nào. Ô nhìn này, có một chú tê tê. Tê tê. Chú tê tê đang đào đống đất để tìm muối ăn. Mình rất thích ăn mối, bạn có thể giúp mình bắt mối được không? Yeah.
tuyệt vời, bạn đã giúp anh TT. Hãy đi tiếp nào. Nhìn này, có mấy chú chồn đất. Chồn đất. Chồn đất con muốn làm gì vậy nhỉ? Mình buồn ngủ quá, bạn có thể giúp mình quay lại hang được không? Hang của mình màu xanh dương. Này, đây không phải hang của mình. Hang của mình màu xanh lá cây. Hang của mình màu đỏ. Bạn đã giúp tất cả các bé chồn đất trở về hang của mình, làm rất tốt. Dương có báu ở ngay phía trước rồi. Nhìn này, có một chú đà điểu. Đà điểu. Có chuyện gì vậy, đà điểu bé nhỏ? Mình muốn ăn bò, bà có thể giúp mình không? Đà điểu đều đã no rồi, làm tốt lắm. À, nhìn hình dáng quá. Các bạn đừng quên cho mình một nút like để nhận video mới nhất của mình. Xin các bạn bấm vào ô đăng ký và bấm vào biểu tượng cái chuông để nhận được video mới nhất của mình nhé. Các bạn xin chào.